Bữa nay đi dạo trong một cái khu rừng rất là đẹp ở gần quê ba má chồng của mình. Rồi các bạn nó vẽ sơ đồ cho mình coi á. Ở đây giống như một cái công viên vậy đó, mà nó giống như trong khu rừng rất là lớn, rộng, cây cối nhiều ơi là nhiều. Xung quanh là những cái con kênh, cái rạch nước ha. Cái cầu này bắc qua để đi vô cái bên trong của cái công viên này. Ôi đẹp dễ sợ, nhìn hoa hoa vàng 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 trên cỏ xanh nè. Ôi cái cổ thụ nè, quá đẹp. Đó, đây là đường đi lên, bậc thang đi lên giống như cái đồi. Lên đây thì có thể đứng nhìn bao quát cái cảnh phía dưới của cái công viên nè. Có cái tòa lâu đài giống vậy đó ở bên đằng kia. Cất rất là đẹp á, là thiết kế cái đường nước này kia nọ rồi trồng cây rồi đó, nhìn nó nên thơ với sạch sẽ với sợ. Mát mẻ quá chừng ha. Và bây giờ mình sẽ xuống cái cầu này, mình sẽ đi vô bên đó trong đó. Mình đứng từ bên đây là mình đã nhìn thấy bên kia là một rừng bông rồi đó. Rừng bông một tím tím là đẹp lắm. Ở bên đây là mình đi qua cái bờ kênh, bên đây mình đứng nhìn lại bên cái đồi hồi nãy nè, đẹp như tranh ha. Đây, bây giờ mình sẽ đi lại chỗ hoa. Có gọi như là một cái thảm hoa mà tím tím ở dưới luôn nè mọi người thấy. Đường mình đi vô. Hoa tím à, dễ thương quá. Nhỏ nhỏ tím tím. Ở đây là bên đây mới đẹp nè. Bên đây mới nhiều. Cái cảm giác mà mình đứng ở trong cái chỗ này á ha, giống như là một cái khu rừng cổ tích ha. Nó chim thì hót mình nghe líu lo luôn, còn hoa thì nở đầy, mùi cũng bay thoang thoảng, mà gió thì nhẹ nhẹ nè, trời thì cũng có nắng nữa. Trời ơi, nó phong cảnh thật là hữu tình, quá đẹp luôn á mọi người thấy không. Ở đây có bông tím hình trắng, tím với trắng dễ thương quá. Quá trời luôn, nhìn nó dễ.
trên đây coi có cái gì. Có một cái hồ nước, đây mình thấy cây trồng theo mé mé nè, trồng đây cây lớn lớn không à, đường ở dưới nè. Hai con vịt vịt trời nè lội dưới nước. Cây bây giờ vẫn chưa có ra lá non mọi người, còn cành trơ trọi thôi à.